Thưa quý vị, và đứng trước bối cảnh khi mà giá thịt lợn ở trong nước vẫn ở ngưỡng cao, thì nhiều gia đình đã lựa chọn thịt lợn nhập khẩu là giải pháp tình thế cho bữa cơm hàng ngày của mình. Ngoài ra, thì tại các điểm bán tại siêu thị, thịt lợn nhập khẩu còn được rao bán ở trên mạng với rất nhiều những mức giá phong phú. Và với người dân muốn thắt chặt chi tiêu sau dịch Covid-19, việc lựa chọn sản phẩm thịt lợn nhập khẩu cho khẩu phần ăn của gia đình cũng là một giải pháp chi tiêu tiết kiệm. Và theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến ngày 28 tháng 4, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 50.000 tấn thịt lợn, chủ yếu từ các quốc gia như là Liên bang Nga, Canada, Brazil, Đức, Ba Lan, Mỹ để phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ thịt lợn ở trong nước. Chỉ cần đánh dòng chữ giá thịt lợn Nga nhập khẩu sẽ có hàng chục trang web giới thiệu về sản phẩm này với đa dạng nhiều mức giá khác nhau. Hiện nay, có thể thấy so với mức giá thịt lợn truyền thống trong nước, giá thịt lợn nhập khẩu có phần rẻ hơn. Chưa nói đến chất lượng, giá cả chắc chắn cũng là một lợi thế khiến người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm này giữa thời buổi khó khăn. Thì mình có dùng thịt lợn nhập khẩu rồi, giá thì so với bên ngoài chợ nó cũng chỉ bằng 2/3 thôi. Ở ngoài chợ thì hiện tại là giá nó cao hơn. Hiện tại thì cái giá thịt lợn ở trong nước ấy đang là quá cao. Mặc dù là nhà nước thì có nói là xuống giá mấy lần, nhưng mà đi chợ thì vẫn thấy là cái giá ấy nó không xuống. Thì mình cũng hy vọng rằng là cái nguồn thịt nhập khẩu ấy nó sẽ cung cấp cho cái nhu cầu của người dân và sẽ giúp cái giá thành của thịt lợn nó giảm xuống. Tại một đơn vị phân phối sản phẩm thịt lợn nhập khẩu, lượng khách hàng tìm mua sản phẩm này khá đông. Trái với những lời đồn về thịt lợn nhập khẩu ăn không ngon, miếng thịt bở, bã, không ngọt nước, nhiều khách hàng cho rằng thịt lợn nhập khẩu có kiểm định khiến họ khá an tâm về chất lượng sản phẩm. Mặt khác, so sánh về giá cả, thịt lợn nhập khẩu có giá thành rẻ hơn nhiều, dao động từ 140 đến 150.000 trên 1 kg thành phẩm như sườn, ba chỉ, thịt thăn. Trong khi đó, nếu muốn mua những miếng thịt lợn tại các cửa hàng thực phẩm sạch thì có giá rất cao. Do dịch bệnh Covid ý, thì tôi thấy chất lượng thịt ở ngoài thật sự là không đảm bảo. Thế nên tôi muốn vào đây để chọn lựa một loại thịt mà có thể đủ đảm bảo cho con tôi về vệ sinh an toàn thực phẩm, và kể cả giá thành ở đây tôi thấy là rất là hợp lý. Tại vì là nó cũng không quá đắt mà lại xuất xứ từ các nước rất là có tiếng, như ví dụ như Canada hay là một bất kể nước nào, thì là chất lượng nó rất là đảm bảo. Thịt của Nga ăn rất là ngon mà giá cả hợp lý. Nó so với cả giá cả của thịt lợn bây giờ là nó rẻ hơn được đến 40-50 nghìn một cân, mà ăn nó ngon mà đảm bảo. Vì ngày trước thầy bao cấp là bọn cô ăn cùng với cả chuyên gia Liên Xô rất là ngon, thịt của Liên Xô rất là ngon, của Nga họ cung cấp cho rất là ngon. Cái thịt này thì tôi cũng đã dùng rồi và thấy chất lượng cũng tốt, giá lại có thể là rẻ hơn rất nhiều so với lại thịt ở trong nước. Cái thịt này là vì lợn nó to cho nên nó sẽ có nhiều mỡ hơn. Thế nhưng mà bây giờ người ta khuyến cáo là, các bác sĩ khuyến cáo là không nên chỉ dùng dầu mà nên là ăn cả mỡ heo nữa. Thì là sẽ tốt cho sức khỏe. Thực tế cho thấy, rào cản từ thói quen tiêu dùng, thích thịt lợn tươi sống khiến thịt lợn đông lạnh nhập khẩu ít xuất hiện trên bàn ăn của mỗi gia đình. Thời gian qua, sản phẩm này chủ yếu chỉ được cung cấp vào các kênh nhà máy chế biến thực phẩm hoặc các nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể mà ít được bán lẻ trực tiếp cho người tiêu dùng. Gần đây, do giá thịt lợn trong nước ở ngưỡng cao, các bà nội trợ phải căn cơ hơn do dịch Covid-19, nên thịt nhập khẩu đã trở nên quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày của nhiều gia đình.